Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với phần thi thua là phạt của Phong Cận TV. Và như anh em cũng đã biết là trong tập trước á, mình đã thi đấu với lại Sammy và mình đã thua rồi anh em ơi. Cho nên là mình đã bị chịu một cái hình phạt, đó chính là úp nguyên cái bánh kem vô trong mặt. Thời luôn á, bị úp nguyên cái bánh kem vô trong mặt cực kỳ thốn luôn. Và trong trận này thì mình không mời Sammy nữa, mà mình mời một thành viên trong Hero Team của bọn mình, đó chính là Timmy Đù các bạn ơi. Đó, nó đang ở bên kia kìa, các bạn thấy không? Đó. Dạ vậy Timmy nha, không đù nha, đù đù đâu, đù cái gì Timmy Đù chứ còn gì nữa. Rồi ok, thì trong trận này chúng ta sẽ làm gì nào? Thì cũng như là luật chơi như lần trước thôi, thua là phạt. Thì mình với lại là Timmy đang ở trong một cái map gọi là map con quay các bạn ơi. Thì nhiệm vụ của mình sẽ là mua những con quay, sau đó là đặt con quay ra và cho hai con quay thi đấu với nhau. Nó sẽ tung nhau và con quay nào chết trước thì coi như người đó sẽ thua. Và người thua sẽ là người phải chịu một cái hình phạt như thế nào đây. Thì dạo gần đây á, mình chỗ của mình nó hơi lạnh mấy bạn ơi, mà mình mang dép hoài cho nên là cái chân của mình rất là lạnh luôn. Cho nên là mình đã nói với Timmy rằng là bây giờ á, hai đứa mình sẽ thi đấu với nhau và người nào thua á, sẽ phải tặng cho người kia một đôi giày thật là xịn. Chịu không? Chịu. Ok, được rồi. Trời ơi, sao mày thắng tao được? Cái trò này tao chơi giỏi lắm. Thì có bạn nào biết đến cái trò chơi con quay không? Thì chúng ta sẽ vào đây nè, mua những cái con quay của ông này đó các bạn. Sau chúng ta sẽ đặt con quay ra và cho nó thi đấu với nhau. Và hiện tại bây giờ mình đang có rất là nhiều tiền luôn, mình sẽ mua con quay mắc nhất. Có cái tên là Saitama nè, Saitama 1. Mấy bạn biết thánh phòng tôm không? Đấm phát chết luôn á. Con quay thì chắc chắn sẽ mạnh lắm nè, mình sẽ mua con quay này luôn. Đó, ta đã có con quay Saitama. Ok, và bây giờ mình với lại là Timmy sẽ thi đấu gọi là con quay với nhau nha các bạn. Và người nào thua phải tặng người kia một đôi giày. Đó, luật chơi là như vậy thôi. Rồi, chơi luôn mày. Rồi ok, round 1, bắt đầu. Đặt con quay ra nha. 1, 2, 3. Con quay màu đỏ là của Phong nha, con quay màu xanh là của Timmy nè. Đó, nó đang hút nhau các bạn ơi. Nó đang hút nhau. Nó đang đấm nhau. Ui, nó đang đấm nhau kìa. Yeah! Phong Cận đã đạt được 1 điểm các bạn ơi. Phong Cận đã đạt được 1 điểm. Coi như mình được 1 điểm rồi nha. Rồi Timmy, đặt ra thêm đi. Con quay của Phong Cận chắc luôn á. Đặt ra thêm đi. Để tôi mua một cái con khác. Mua đi. Từ từ. Con quay Saitama là siêu mạnh luôn các bạn ơi. Đó, con quay Saitama của Phong Cận là siêu mạnh luôn nha. Đặt ra nhanh lên. Tôi có con khác rồi nè. Rồi. Đâu, con khác đâu? Vô con. Con gì màu xanh lét vậy? Ok rồi. Tấn công nhau đi. Ủa, sao nó không tấn công nhau? Đây là con quay Doraemon. À, Doraemon hả? Ui, nó đang tấn công nhau kìa. Ôi kinh dị quá. Ui, con quay của Timmy nó tấn công con mình các bạn ơi. Con mình bị cháy lửa rồi. What the hell, tại sao con quay của Timmy là có thể gọi là bắn ra lửa kinh vậy? Ok, được rồi. Ghê đó, được, ta sẽ mua con quay khác. Hình như là mấy con quay trong đây là tiền nó đắt hơn nhưng mà sức mạnh của nó có thể là bằng nhau các bạn ơi. Ừ đúng rồi, sức mạnh của nó bằng nhau à. Ok, được. Để xem coi, mình sẽ mua con quay ninja. Con quay ninja bạn ơi, đây nè. Con quay ninja, ok mình sẽ mua con quay ninja nha. Rồi Timmy Đù, con quay của Timmy với đây đúng không? Rồi round 3. Ok, bắt đầu. Đặt con quay của Phong ra nè. Bụp. Rồi, con quay ninja màu đen nha bạn. Con quay của mình là màu đen. Tấn công đi. Ui, con quay ninja của mình đang gọi là bay qua bay lại cực kỳ nhanh luôn. Ủa đâu rồi? Bên đây nè, con quay ninja của tôi gọi là dùng tuyệt chiêu gọi là bay qua bay lại. Hả, nhanh chưa? Ôi. Ủa sao chết hết rồi? Tôi được 2 điểm. What the hell? Con của tôi là hết thời gian ra, chứ còn con của ông mới là bị giết á. What the hell, con ninja của mình thua rồi. Tức quá. Ok được rồi. Bây giờ là mình sẽ dùng luôn con Saitama nha. Đây dùng tiếp tục rồi, con Saitama nè. 1 2 3. Rồi. Saitama của Phong Cận chuẩn bị đấm nè, đấm phát chết luôn nè. Đấm Timmy đi. Đấm. Trời ơi, kinh dị quá trời, đánh nhau khốc liệt quá trời. Wow. Ê. Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì sao Phong vẫn thua vậy trời? What the hell? Saitama đấm phát chết luôn vậy đâu mà yếu xìu vậy. 1 hour later. Bây giờ tôi mới nghĩ ra một cái phần chơi thế này gọi là sẽ nhanh hơn nữa nè. Bây giờ tôi với bà sẽ đặt một lần gọi là đặt một lần. Bây giờ bà đang có bao nhiêu con quay? 4 con. 4 con đúng không? Tôi cũng có 4 con. Bây giờ tôi với bà sẽ đặt một lần 4 con ra luôn, sau đó cho nó tấn công nhau và bên nào chết trước, bên nào cao điểm thì coi như là lần này là lần quyết định, bên nào mà cao điểm hơn thì bên đó thắng. Chơi không? Chơi. Ok luôn rồi. Rồi phải đợi cái con Saitama này biến mất đi. Ok rồi, để con Saitama của tôi biến mất đã. Ok rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau kêu con quay ra nha. Ủa sao có tiếng gì nó ù hoài vậy? Ok, chuẩn bị nha. Tôi thắng rồi nên ông biết là điểm tới rồi đó. Bà thắng tôi được chắc. Ok, chuẩn bị nha. Một con nè. Vô. Hai con nè. Vô. Ba con nè. Bốn con nè. Ôi tấn công kinh dị quá. Tấn công kinh khủng quá bạn ơi. Trời ơi. Ôi, trời ơi, kinh khủng quá trời ơi. Ok, mình đã được một điểm rồi. Trời ơi, tấn công kinh khủng quá. Trời ơi, kinh khủng quá bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mấy con quay kinh khủng quá, nó tấn công nhau kinh khủng quá. 6 điều rồi, 6 điều rồi, yeah. Trời ơi. Ông có hãy nhường tôi được không? Tôi muốn đôi giày đó mà sao? Nhường cái gì mà nhường, tôi bên Huế tôi lạnh lắm hiểu không? Tôi không nhường mà được đâu. Tấn công nhau đi. Trời ơi, con Saitama của tôi quay vòng tròn tròn kìa. Trời ơi, tấn công kinh khủng thật. Ủa, ủa sao từ nãy giờ chưa con nào chết hết vậy? Đây, đây có con màu xanh với con màu vàng của tôi với bà đang tấn công nhau nè. Đây, đây hai con này, ba con này nó làm gì chóng mặt quá à. Ừ, kỳ ta. Rồi chừng nào nó chết? Tôi cũng không biết nữa, đang nó đang tấn công nhau nè. Nó tung nhau nè, tung nhau nè. Rồi. Nó đang tung nhau nè. Con màu xanh kìa. Ui, con màu xanh kìa. Con màu xanh của bà sao chạy nhanh quá vậy? Hình như ôi ôi. Ủa, hình như quà rồi. Không, bây giờ còn một con. Ủa quà luôn rồi. Ủa, thua rồi. Ồ quà rồi. Ok, thêm một trận nữa nha anh em. Lại. Ok. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Ok, chọi đi. Tôi chọi đây nè. Tôi vô rồi đó. Đó, tôi chọi ra hết đã. Ok rồi, tấn công nhau đi. Trời ơi, bây giờ lộn xộn quá, tôi không biết con nào là con của bà, con nào con của tôi luôn á. 98 rồi. 98 rồi. Tấn công nhau đi. Ô trời. Ôi trời ơi. Chóng mặt quá. Nó bay qua bay lại liên tục luôn, tôi không biết con nào con của tôi luôn á. Trời ơi. Không thể tin được, trời ơi, mình thua rồi, mình sắp mắc ra vậy là không ổn rồi. Oh my god, 18. Yeah, 18 rồi. Ok. Rồi, 18 rồi. 11-8. Yeah, 11-8 rồi. Ok. Ta là người chiến thắng. Ok, tấn công nhau đi. Trời ơi, kinh khủng quá trời. Ông chèo đâu, ăn gian. Ăn gian cái gì? Ăn gian cái gì mà ăn gian? Ok. Trời ơi. Hình như là bây giờ chỉ còn có con Saitama với lại con hình nhân của tôi. Ok. Yeah các bạn ơi, 11-8 mình đã chiến thắng rồi. Vậy là đôi giày đã thuộc về mình rồi. Yeah. Timmy ơi, để tôi gửi địa chỉ qua cho bà rồi bà gửi cái đôi giày qua cho tôi nha. Nhanh đi, mùa đông lạnh lắm rồi. Tôi nhớ địa chỉ luôn mà, thôi để tôi ship hàng nhanh cho. Ok, được rồi. Vậy là bây giờ Timmy đã thua rồi các bạn ơi. Timmy phải gửi cho mình một đôi giày. Ok, mấy bạn hãy đón xem đôi giày. Hả? Bây giờ ông muốn mang giày nam hay giày nữ để tôi tặng. Bà bị điên hả? Tôi là nam mà phải gửi giày nam mới đúng chứ. Ai biết đâu gửi sở thích sao? Tào lao. Ok bạn ơi, coi như giờ mình đã chiến thắng rồi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dành ra 1 tuần để mình chờ cái đôi giày của Timmy về. Và khi nào mình nhận được đôi giày thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, rồi các bạn hãy đoán xem cái đôi giày của mình sẽ là đôi giày như thế nào nha. Chắc là sẽ đẹp lắm đây. Ok, thắng rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì mình đã nhận được cái hộp giày của Timmy gửi cho mình rồi đây. Đây là hộp giày Timmy gửi mình nè. Nike đàng hoàng nha, cực kỳ xịn luôn. Ôi, tính ra là chơi cái trò chơi thôi mà nhận được nguyên cái hộp giày luôn. Quá đã, quá sướng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra, mình xem cái đôi giày mà Timmy gửi cho mình nó có đẹp hay không nha. Xịn quá anh em ơi. Ok, mở thế nào. Mình sẽ xem trước. What the hell. Anh em xem nè. What the hell? Anh em thấy cái màu gì không? What? Vậy nữa. What the hell? Các bạn nhìn nè. Đôi giày nè, đôi giày nữ mà. Cái gì đâu mà xanh đỏ tím vàng rồi hồng gì tùm lum la, cái này là của nữ mà. Sao mình mang được? Ủa, tính ra là con Timmy nó thua mình. Mà nó không gửi cho mình giày nam mà nó gửi mình giày nữ. Quá. Bây giờ mình mà mang đôi giày này ra đường người ta nhìn mình, người ta tưởng mình là BD. Ôi trời là trời. Bây giờ mình nghĩ là cái đôi giày này là mình không mang được rồi đó. Mình nghĩ là chắc là mình phải đem đôi giày này tặng cho Simmy hoặc là Sammy rồi. Trời ơi là trời. Mà giờ trong nhà có hai chị em đó, chẳng lẽ giờ tặng cho có một đứa. Thôi giờ chiếc này mình tặng cho Simmy, chiếc này mình tặng cho Sammy đi ha. Tặng mỗi đứa chiếc. Ok, thôi coi như xong rồi. Coi như là giày là mình không mang được rồi đó. Giày của nữ mà. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên là qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Ok, mình nghĩ là bây giờ mình phải gọi là dẹp thôi. Đôi giày là giày của nữ mà sao mang được. Tức ơi là tức, mình phải tìm con Timmy mình tính sổ đó mới được. Ok, bye bye mọi người nha. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.